Sáng ngày 7 tháng 9, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về công ty có nhiều bất động sản, dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Bà Vũ Thị Thúy bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, báo chí đã có nhiều phản ánh liên quan tới hình thức đầu tư phân chia lợi nhuận của công ty bất động sản Nhật Nam. Theo đó, nhà đầu tư được giới thiệu chương trình góp vốn 12 tháng. Vốn thấp nhất là 1 tỷ đồng, cao nhất là 10 tỷ đồng và sẽ được trả lãi suất 3% một tháng. Và quyền chọn mua căn hộ cao cấp tại dự án Elite Tower, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, do tập đoàn Song Đà Nhật Nam làm chủ đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể đầu tư với số tiền từ 10 triệu đồng đến 25 tỷ đồng và nhận phân chia lợi nhuận hàng ngày trong 24 tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian, công ty bất động sản Nhật Nam ngưng phân chia lợi nhuận, ra thông báo hứa trả tiền rồi thất hứa, khiến hàng loạt nhà đầu tư điều đứng.